Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín trên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà hướng đông mặt tiền view công viên cánh diều. Khu vực này nhà cửa dân sinh đang rất là đông đúc và xây nhà lên rất là nhiều quý anh chị nhé. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà. Diện tích của căn này là 4x14, tổng diện tích trên sổ là 56m2, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, và căn này là sổ đang đi hoàn công. Phía bên ngoài của căn nhà quý anh chị nhé. Hướng đông cho nên sẽ rất là mát, nắng sáng mát chiều, và nó nằm ở khu vực vị trí rất là đông dân cư của dự án. Bên cạnh cũng có một căn nữa đang xây luôn rồi quý anh chị. Trên cung đường này những cái lô đất trống hiện tại là cũng đang là dần không còn nhiều nữa. Và mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà thì cũng được anh chủ rất cẩn thận làm cho chúng ta, đó là cổng sắt. Mẫu mới xây năm 2020 cũng khá là nhiều mẫu đẹp đó quý anh chị. Xin mời quý anh chị mình đi vào tiếp phía bên trong để cùng khám phá căn nhà này cùng với Biển Xanh nhé. Căn nhà này thì điện nước là đầy đủ rồi, quý anh chị mua là chỉ việc xách vali lên là dọn vào ở ngay. Phía trước là khoảng sân cho chúng ta để xe máy. Mặt tiền phía trước căn nhà cũng là cửa kính cường lực 4 cánh. Bước vào phía bên trong là khu vực của phòng khách quý anh chị nhé. Căn nhà này thiết kế rất là nhìn màu sơn cũng rất là tươi sáng. Nhìn căn nhà rất là bắt mắt, sàn được dán gạch bóng kính 3D cho nên nó nhìn cũng rất là đẹp. Cũng đã gắn rèm chống chói cao cấp cho chúng ta luôn rồi, cho nên là mình mua về mình cũng không cần phải gắn rèm nữa quý anh chị nhé. Hệ thống điện tiết kiệm điện tối đa. Mẫu của căn này cũng khá là đẹp, xin mời quý anh chị đi tiếp vào phía bên trong để khám phá căn nhà này. Bên trong là khu vực của phòng bếp, tủ bếp cũng đã gắn sẵn cho chúng ta hết luôn rồi quý anh chị. Một trệt một lầu đúc thật, diện tích là 4x14, tổng diện tích trên sổ nó là 56m2, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, và căn này thì là sổ đang đi hoàn công cho nên là khi mà mình mua mình đặt cọc, sổ hoàn công về một cái là mình đi sang tên công chứng luôn, không có phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách đâu quý anh chị nhé. Nhà tắm thì được dán gạch men lên gần hết tường cho nên rất là sạch sẽ, vòi sen rồi lavabo rửa mặt gắn sẵn cho chúng ta hết rồi, căn này mua là chỉ việc dọn vào ở ngay thôi quý anh chị. Màu sơn và cái gạch của căn nhà dán làm cũng rất là hợp với nhau cho nên nhìn căn nhà nó rất là sáng sủa và bắt mắt. Khu vực của cầu thang là bằng gỗ, làm bằng gỗ và khung sắt. Khoảng cách bậc cầu thang cũng làm rất là gần cho nên chúng ta bước lên nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Và bề mặt cầu thang thì được là đính đá hoa cương. Và căn này có giá là 1.550.000.000 là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta quý anh chị nhé. Bao sang tên công chứng, bao hoàn công đầy đủ cho chúng ta. Điện nước đầy đủ. Và nước trong khu này thì hoàn toàn là nước máy, quý anh chị mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Nhà tắm và WC ở trên lầu quý anh chị. Nhà tắm ở trên lầu thì làm rất là sạch sẽ luôn. Gạch men là dán lên tới tường cao luôn quý anh chị. Phòng ngủ. Cửa của phòng ngủ thì làm bằng cửa gỗ. Cái này là cửa thông gió ra giếng trời quý anh chị nhé. 1.550.000.000 quý anh chị mua căn này để mà an cư lập nghiệp thì cũng khá là vừa túi tiền đó quý anh chị. Mua là chỉ việc dọn vào ở ngay, nhà vừa mới xây xong hướng đông.
Căn này trên lầu có 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Ngoài này là khu vực của phòng thờ, nếu ngoài này mình không làm phòng thờ thì chỗ này cũng có thể làm được một cái phòng làm việc, hoặc là chúng ta kê thêm một cái giường nữa, vẫn có thể là ngủ được quý anh chị nhé. Phía trước mặt chúng ta là công viên cánh diều đó quý anh chị, phía trước đây chính là công viên cánh diều. Sổ hồng riêng, pháp lý rất minh bạch rõ ràng. 1 tỷ 550 triệu cho căn nhà này, một trệt một lầu đúc thật, hướng đông nữa cho nên rất là mát và tiện lợi cho căn nhà này. Màu sơn thì rất là sáng sủa và bắt mắt. Quý anh chị và các bạn xem cái video này, nếu mà mình không có mua nhà thì mình cũng có thể là xem cái mẫu nhà này để có thể thiết kế quý anh chị nhé, thiết kế và xây, mua đất và xây. Căn nhà này tọa lạc trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km. Giá của căn này là 1 tỷ 550 triệu, là bao trọn gói thuế phí các kiểu ra sổ cho chúng ta. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Một căn nhà vừa mới xây xong, quý anh chị rất là tiện lợi, mua là chỉ việc dọn vào ở ngay, không có phải là xây dựng nữa. Mặt tiền view công viên cánh diều gần kênh du lịch sông Trăng, và khu vực này thì dân cư nhà cửa ở đã vô cùng là đông đúc. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.